Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn add những cái con chắc trên nền tảng BNB Smart Chain khi tất cả các bạn làm airdrop nó về nhưng mà nó không có mã hóa nha tất cả các bạn. Để kiểm tra được thì các bạn nhắc vào một cái gạch trên đầu, các bạn mã hóa ra, các bạn ghi chữ Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc bấm nút mở ra thôi. Cái này thì video mình đã hướng dẫn các bạn nhiều lần rồi. Rồi các bạn nhấp vào một Smart Chain nè các bạn. Các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn sao chép xong các bạn lên Google hoặc là list với phần link mô tả của mình, các bạn gõ trừ khóa là BC scan. Rồi các bạn bắt con chắc nó vào chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục tìm kiếm nè các bạn. Rồi sau khi nó về, những token nào nó về thì nó sẽ hiện ở chỗ này nè các bạn. Mình đã về được một token nè các bạn. Hiện tại trong tài khoản Balancy của mình thì mình đã được 0.003 BNB, là tổng tài khoản của chạy nền tảng BNB mình là được 1 đô mấy nha các bạn. Rồi để kiểm tra được con chắc thì các bạn nhấp vào một hình vuông chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một hình vuông các bạn. Phan các bạn chở lót. Phan các bạn chứ. Rồi mình đã về được tốc cần ru thì con chắc của nó là cái chỗ 0.9B này các bạn. Thì khi mà mình mã hóa qua cái địa chỉ trí chú wallet của mình thì nó mã hóa là địa chỉ là 0.. Rồi bạn nhấp vào các bạn. Các bạn chỉ việc nha. Khi mình mã hóa qua trí chú wallet thì nó lấy cái địa chỉ ETH của mình các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ con chắc của này của nó nè các bạn. Con chắc của tốc cần là Guvan các bạn. Rồi các bạn chỉ việc sao chép thôi. Rồi bạn sao chép con chắc của nó xong. Sau khi bạn ép con chắc nó xong, các bạn mở giấy chú wallet của mình ra nè con. Các bạn bắt đầu nhấp vào dấu gạch trên đây nè. Dấu mua tên trên đây nè các bạn. Đây thì rồi bắt vào các bạn. Còn trên địa chỉ dưới John Lin thì các bạn cũng làm tương tự, nhưng mà rồi các bạn copy thì nó ra một cái địa chỉ là Govan Valency thì các bạn mở ra nha các bạn. Thì các bạn bắt đáp lên nè. Thì nó sẽ cập nhật vào với chú wallet cho tất cả các bạn nha các bạn. Chỉ TDX thì nó chạy trên tài khoản thì các bạn cũng làm tương tự như thế này nha các bạn. Các bạn kiểm tra như vậy. Rồi mình đã nhận được 0.6 token Govan đó các bạn. Khi nào nó không mã hóa thì các bạn nên làm các bạn, còn nó tự mã hóa thì rồi thì các bạn khỏi làm. Qua đâu ta. Rồi sẵn đây thì sẵn dịp đây thì sẵn tiện đây thì cho các bạn biết chạy trên nền tảng nào các bạn. Thì các bạn vào nếu sẽ thì các bạn vào trang SCScan nha các bạn. Còn chạy nền tảng BNB thì các bạn kiểm tra vào cái mục BC Scan, còn chạy trên nền tảng TC thì các bạn vào mục ORL nha các bạn. ORL các bạn làm tương tự như bạn. Link thì có để dưới phần link mô tả cho tất cả các bạn. Vậy video mình ở đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.